Quang Khánh xin chào mừng toàn thể cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta lại quay trở lại với kênh ô tô cũ Sài Gòn tại Toyota Tân Cảng. Và sản phẩm ngày hôm nay Khánh muốn mang đến cho cô chú anh chị một mẫu xe Innova số tự động đời 2020, vừa mới được làm đẹp Marukuri xong. Con này màu đồng bánh kim nha cô chú anh chị, mang biển số tỉnh. Và cái nội thất và cái bên ngoài xe còn rất là cứng, khá là mới ha. Mặc dù xe đi cũng khá nhiều, xe được thay một cái bộ lốp mới cho chúng ta rồi, The Dash 2021 vừa được làm đẹp Marukuri xong, thì Khánh sẽ tranh thủ quay cho cô chú anh chị xem. Đó, về phần cụm đèn phía trước thì xe này cũng có dán cái tem của ETC trên đây rồi. Phần cản thì nói chung là những cái chỗ nào mà trầy xước thì bên Khánh sẽ làm đẹp lại cho cô chú anh chị. Và hầu như con xe này đã hoàn thiện hoàn toàn Marukuri và đang được trưng bày tại Toyota Tân Cảng. Xe sản xuất năm 2020, màu đồng bánh kim, mang biển số tỉnh, và đang được chào bán tại Toyota Tân Cảng với mức giá là 765 triệu đồng. Một mẫu xe số tự động Innova cực kỳ rộng rãi luôn. Về cái độ zin của xe thì chúng ta khỏi bàn cãi. Thì cái phần về nè, phần cản nè, ở bên Khánh cũng đã sơn lại cái cản trước, cản sau cho cô chú anh chị rồi. Đó, xe sử dụng thì chúng ta Khánh sẽ quay cái thực tế cho bên ngoài cho cô chú anh chị xem. Bên ngoài thì xe có trang bị phim cách nhiệt, viền che mưa, chén cửa, một số hình ảnh phía ngoài. Đó, cô chú anh chị xem xe cũ chúng ta nhớ đứng một góc 15 độ trước hoặc là sau để chúng ta có thể quan sát được cái thân xe. Nó gồm những cái đường gập gân nổi và gân chìm trên xe, thì chúng ta có thể biết được cái độ lệch màu và cũng như là cái chất xe nó có bị móp méo hay là bị đâm đụng gì hay chưa. Đó. Phía bên trong thì xe số tự động thì những cái chỗ này thì sẽ được ốp giả gỗ của chú anh chị ha. Đó. Xe này chủ xe cũng đã bọc da lại cho chúng ta, táp bi cửa, bốn cửa và một bộ ghế da màu nâu da bò của chú anh chị. Đó. Trần thì bọc trần 5D. Đó, rất là mát cho xe ha. Đó, có đèn bên trong xe, có đèn cho chúng ta. Đó, sàn thì có sàn thảm simili, thảm nỉ, có bọc ốp chống trầy khi trong bể bước cho chúng ta luôn. Đó, tất cả thì đều còn zin hết. Và xe bên Khánh luôn luôn cam kết cho cô chú anh chị rồi, được bảo hành 1 năm hoặc là 20.000 km. Và song song đó thì bên Khánh cũng có bảo hành cho cô chú anh chị xe đã qua sử dụng tại Toyota Tân Cảng với 1 năm. Đó, xe này thì chúng ta còn được bảo hành tới năm sau lận 2023. Đó, mọi người xem cái tổng thể phía bên phải trước. Đó, bên Khánh đã được làm Marukuri xong. Marukuri là một cái gói, có thể cô chú anh chị chúng ta mới xem những cái xe của đại lý Tân Cảng bán ra thì chúng ta không hiểu Marukuri là gì. Marukuri là một cái gói làm đẹp độc quyền tại đại lý Toyota Tân Cảng. Thì cái gói làm đẹp đó thì bên Khánh sẽ tháo ghế về ngoại thất, thì bên Khánh sẽ làm đẹp lại ngoại thất nè, sơn gầm, phủ gầm, đánh bóng xe, và nội thất thì bên Khánh sẽ tháo nhựa ra, tháo ghế ra để giặt ghế, giặt nội thất, giặt thảm, giặt sàn. Trần cũng vệ sinh lại hết luôn, giặt sấy và khử trùng khử mùi cho chúng ta. Đó, thì toàn bộ cái gói Marukuri đó đã được tính vào trong cái giá xe. Đó. Khi mà chúng ta mua xe tại Toyota Tân Cảng thì chúng ta sẽ được cái gói Marukuri này làm đẹp độc quyền. Và đây là một trong những cái thế mạnh của Toyota Tân Cảng. Khi mà chúng ta mua xe, những cái xe được Marukuri xong thì nó rất là giống, rất là đẹp, thậm chí là 9-10 với xe mới luôn. Đây là cái phần cốp sau của xe, cốp zin nha cô chú anh chị, cốp zin. Xíu nữa Khánh sẽ mở capo cho cô chú anh chị coi. Những cái bon dập từ nhà máy này nè, chúng ta là những cái dấu hiệu mà chúng ta nhận biết xe đã qua sử dụng nó có bị đâm đụng rồi hay chưa. Đó. Đây là cái thảm simili, xe vừa mới được làm đẹp xong sáng ngày hôm nay, thì bây giờ Khánh quay cho cô chú anh chị coi liền.
bộ ghế da này là da luôn nha cô chú anh chị, da nâu da bò và còn giữ được cái chất da khá là kỹ. Mọi người xem thấy cái xe là mọi người thấy là mọi người sẽ biết được cái xe liền, cái chất xe liền rất là cứng. Mặc dù đi số km là 100.000 rồi nhưng mà cái độ cứng và cái liền lạc của cái xe rất là ổn. Có kích đội đồ đầy đủ luôn nha cô chú anh chị. Kích đội còn đầy đủ hết. Những cái này chúng ta mua xe cũ á, có nhiều anh chị cũng không có quan tâm tới, nhưng mà thực xe ra thì những cái kích độ này nó là đi riêng theo xe, nó riêng luôn. Bốn cái vỏ thì mới thay đá 2021 cho nên còn rất là dày, thậm chí gai vẫn còn luôn. Chở dự phòng thì chưa hạ, dự phòng còn mới cô chú anh chị, riêng theo xe chưa hạ. Gầm thì Minh Khánh đã vệ sinh gầm lại cho cô chú anh chị rồi. Còn cản sao? Cản thì cô Minh Khánh cũng nói, cũng chia sẻ chân thành luôn là cản thì Minh Khánh cũng đã sơn lại rồi, cản trước cản sau cho cô chú anh chị. Thì những cái vết trầy nhâm nhi nhỏ thì Khánh cũng đã xử lý lại và cũng làm đẹp và đánh bóng xe lại cho cô chú anh chị rồi. Xe bên ngoài chúng ta có trang bị cái ốp chén cửa và cái tay nắm cửa ha. Rồi bây giờ Khánh sẽ vào hàng ghế sau để quay cho cô chú anh chị xem cái góc nhìn chúng ta có thể ngồi như thế nào. Đó, những cái ốp, những cái viền như thế này nè, thì bảng số G, số tự động của xe Nova sẽ được trang bị, nó làm cho cái xe mình nó sáng và nó tinh tế hơn, nó sang hơn. Hàng ghế thứ hai phía sau xe còn giữ được cái độ zin, độ cứng, cái da nhăn đó mọi người thấy còn giữ cái màu rất là tốt của chú anh chị ha, nó không có bị thâm kim hay là bị ngã màu gì luôn, nó không phải là da công nghiệp. Đó, da mọi người thấy nè, nhấn vô nhăn liền luôn, nó không phải simili, nó không có bị nhăn của chú anh chị. Rồi cái phần khi mà chúng ta ngồi cái băng ghế của Innova thì nó rất là rộng rãi, mình ngồi có thể ngã lưng rất là thoải mái luôn cô chú anh chị. Ngồi ngã lưng đồ rất là tiện. Rồi, cái phần bọc trần 3D, bọc trần 3D trên đây đó. Bọc trần 3D trên đây. Rồi xe có trang bị cái đèn, viền đèn trần cho chúng ta, nguyên một cái viền từ đây qua đây luôn. Rồi chúng ta có thể dễ làm việc hay là trời tối thì nó giúp cho chúng ta rất là nhiều. Trên đây cũng vậy. Vô lăng thì xe đi một xíu nữa Khánh sẽ đề máy cho cô chú anh chị coi. Tay nắm cần số đây được bọc, được mạ ốp giả gỗ hết, đầu DVD riêng theo xe. Đó, những cái viền mạ gỗ như thế này sẽ được trang bị trên bảng G, làm cho cái xe mình nó tinh tế hơn. Dàn lạnh tự động cho chúng ta cô chú anh chị. Đó, được trang bị khá, cái nút bấm thì khá cơ bản ha. Có hai chế độ cho chúng ta, Power Mode và Eco Mode. Và bây giờ Khánh sẽ đề máy cho cô chú anh chị xem. Nói chung thì khi mà chúng ta đi con Innova này á, cái cảm giác ngồi nó rất là dễ chịu, nó rất là thoải mái, nó rộng lắm. Mình ngồi đi gia đình cũng không có gò bó gì quá. $765 triệu cho một mẫu xe Innova G số tự động đời 2020, nó chúng ta tiết kiệm khá là nhiều cho thời điểm hiện tại. Đi 115.000 cây số, xe đúng chất. Và bên Khánh cam kết là không có tua đồng hồ nha cô chú anh chị, không đâm đụng nè, không ngập nước nè, không tua đồng hồ. Những cái đó là bên Khánh cam kết bằng văn bản và giấy tờ luôn. Rất là đẹp ha. Khánh nghĩ thì đây xe này sử dụng thì đây cái màn Android, màn DVD zin theo xe. Mọi người có thể thấy cái tì tai, cái vô lăng của chúng ta còn rất là mới ha, rất là nhám luôn.
rất là mới luôn á. Khánh không hiểu sao mà đi nhiều mà chắc xe vẫn rất là cứng như thế này. Có gập gương nè, gập gương điện, chỉnh điện, đồ đầy đủ hết luôn. Và bây giờ Khánh sẽ mở cái khoang động cơ cho cô chú anh chị coi. Bốn vỏ mới thay đá 2021, rất mới luôn. Khoang động cơ vừa được làm đẹp Marukuri xong, chất lượng xe còn rất cứng. Cái cabo zin còn từ chưa hạ luôn các chú chị, cốp zin luôn ha. Vừa được làm Marukuri xong, xe rất là cứng. Xem cái tiếng nổ máy rất là êm. Đó, và vừa rồi là một số hình ảnh về con xe Nova G đời 2020 màu đồng ánh kim, xe biển số tỉnh nha cô chú anh chị. Và xe đi 115.000 cây, hiện đang được chào bán tại Toyota Tân Cảng với mức giá là 765 triệu đồng. Xe 7 chỗ rất là rộng rãi luôn, chất xe cực kỳ cứng và chỉ có hơi đi nhiều chút xíu thôi, chứ thật ra là quan trọng là cái chất xe. Và bên Khánh có bảo hành cho cô chú anh chị, và xe này chúng ta còn được bên Khánh có bảo hành cho cô chú anh chị 1 năm hoặc là 20.000 cây số, thì cô chú anh chị nào chúng ta